bấy giờ xá lợi tử thưa phật bạch thế tôn mạn thù thất lợi thật không thể nghĩ bàn vì sao vì pháp tướng mà mạn thù thất lợi đã thuyết không thể nghĩ bàn phật bảo đồng tử mạn thù thất lợi pháp mà ông thuyết thật khó nghĩ bàn như cụ thọ xá lợi tử đã nói mạn thù thất lợi liền bạch phật bạch thế tôn pháp mà con thuyết không thể nói là có thể nghĩ bàn cũng không thể nói không thể nghĩ bàn vì sao vì tánh của không thể nghĩ bàn và có thể nghĩ bàn đều vô sở hữu chỉ có âm thanh tất cả âm thanh cũng không thể nói không thể nghĩ bàn hay có thể nghĩ bàn vì đối với tất cả pháp tự tánh đều xa liền người nào nói như vậy mới gọi là nói không thể nghĩ bàn bất khả tư nghị phật bảo mạng thủ thất lợi Đồng tử, nay ông đang nhập vào tam ma địa bất khả tư nghỉ ư. Mạn thủ thất lợi thưa, Bạch Thế Tôn con không nhập vào tam ma địa này. Vì sao? Vì con hoàn toàn chẳng thấy tánh tam ma địa này khác với con. Vì chẳng thấy có tâm có thể nghĩ bàn về ngã và định này. Tam ma địa bất khả tư nghỉ ấy, tánh của tâm và phi tâm đều không nhập được. Thì làm sao có thể nói con nhập vào định này? Lại nữa, Bạch Thế Tôn xưa kia khi mới học, con có tác ý nhập vào tam ma điện này, nhưng bây giờ con không còn tác ý nhập vào định này nữa. Giống như người bắn giỏi, khi mới học bắn phải tập ngắm kỹ vào những đích thô rồi kéo cung, nhưng tập lâu ngày thành thạo, có thể bắn trúng đích nhỏ như đầu sợi lông chẳng cần ngắm vào nơi đích thô kia nữa. Hãy muốn bắn chỗ nào, buông mũi tên ra là trúng ngay. Cũng vậy trước đây khi con mới học định này cần phải buộc niệm vào chỗ bất tư nghỉ, sau đó mới có thể nhập vào định này, tu tập lâu ngày thành thục, ở trong định này chẳng còn buộc tâm mặc cho nó trụ. Vì sao? Vì con đã thiện xảo đối với định này, tuần tự vào ra không còn tác ý. Khi ấy, sát lợi tử liền bạch Phật. Bạch Thế Tôn con nhận thấy đồng tử Mạn thù thất lợi này cho thể bảo hộ niềm tin, vì sao dường như không thường trụ ở trong định này, tuy nhiên không có định nào khác nhiệm màu vắng lặng như định này. bạn thù thất lợi liền thưa với cụ thọ sát lợi tử, Đại đức sao biết không có định nào khác vắng lặng như định này? Xá lợi tử nói, lẽ nào lại có định vắng lặng như định này? bạn thủ thất lợi đáp, đại đức nếu định này có thể chứng được thì có thể nói còn có định khác vắng lặng như định này, nhưng bất khả đắc. Mạn thủ